Đậu bắp là một loại rau quả giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 5 tác dụng của đậu bắp khi để qua đêm. 1. Hỗ trợ tiêu hóa, đậu bắp chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Khi để qua đêm, chất nhầy trong đậu bắp sẽ tăng lên, có tác dụng làm dịu và bảo vệ niêm mạc dạ dày. 2. Giảm lượng đường trong máu, đậu bắp có khả năng làm giảm hấp thụ đường từ thức ăn, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đặc biệt hữu ích cho người bị tiểu đường. Nước đậu bắp ngâm qua đêm được cho là có tác dụng tốt hơn trong việc này. 3. Chống viêm và bảo vệ tim mạch, đậu bắp chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ hệ tim mạch. Nước đậu bắp để qua đêm sẽ tăng cường các chất chống oxy hóa này. 4. Cải thiện làn da, chất nhầy trong đậu bắp có tác dụng dưỡng ẩm và làm mịn da. Khi để qua đêm, chất nhầy này sẽ tăng cường khả năng dưỡng ẩm, giúp da mềm mịn và tươi trẻ hơn. 5. Hỗ trợ giảm cân, đậu bắp ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Sử dụng nước đậu bắp để qua đêm có thể hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Bạn có thể thử uống nước đậu bắp để qua đêm hoặc sử dụng đậu bắp trong các món ăn hàng ngày để tận dụng các lợi ích sức khỏe này. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng